Chào các bạn, hôm nay CNC 3DS xin giới thiệu cái cách cài đặt phần mềm máy khắc CNC Mini 16102418 và 3018. Thì sau khi các bạn nhận máy thì trong thùng máy nó sẽ có một cái USB, trong đó sẽ có cái hướng dẫn như là phần mềm để chạy máy. Còn nếu các bạn nào không muốn dùng chương trình trong USB thì có thể lên web của CNC download, thì các bạn vào cái máy CNC 3018 này. Ở trong này các bạn tải về nhé. Đây có software driver, các bạn cài driver trước. Đây là phần mềm GRLV Control Candle. Đây. Đấy. Các bạn cài lên này, đây là vào software này. Thì bạn được cài cái driver cho mình nhá. CH30 này. Intro. Ok, chọn nhé. Đây bạn vào phần mềm Grip Control này. Bạn mở lên này. Đây, bạn các khi bật lên ấy là nó không, mình chưa cắm cái USB, cái dây USB vào cái mạch thì nó sẽ không hiện ở đây trên này. Đấy, nó không hiện gì cả. Này, mình sẽ cắm vào này. Đấy, các bạn nghe thì nó cắm rồi đúng không? Đây, và service này, setting này. Và ấm hiểu, ấm lên, là con 3. Ok, đấy, bạn nhìn thấy không? Đây, đều chạy rồi. Đây là cái tốc độ của chủ chính nhé. Đấy, speeder này. Bạn nhớ xoay không? Đấy, chủ chính xoay đấy. Đây, khi bạn khắc gỗ, bạn nên để 1000. Còn nếu bạn khắc mica ấy, thì bạn nên để khoảng 300 đến 400 thôi. Vì mica mà tốc độ cao quá sẽ nóng chảy. Đây cái chạy này này. Đấy, bạn nhìn chạy dao chạy không? Đây sẽ chiều y này, y lên y xuống này. Đấy. Các bạn nhớ nhá, các bạn step này. Bước step này bạn nên để là khoảng tối đa là 5 thôi. Đây là chạy nhanh, còn nếu bạn bình thường bạn nếu mà khi bạn gần tới cái điểm cần gia công ấy thì bạn nên để 1. Để 1 để chạy tinh. Còn khi là chạy thô thôi. Này, đây là chủ Z này. Đấy, mỗi lần bạn ấn một nhát là lên được 1 mm này. Đấy. Còn Y này. Đấy, mỗi lần lên 1 mm này. Rồi, đây tạo góc lại này. Đây bạn nhìn nghe được Z0 này. 0 XY này. Đấy, mình để 0 XY này. Đây, cái này home này. Đấy. Bạn nên đừng để desktop là biết rồi gì. Đấy. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là tạo vẽ và tạo vào code trên Adcam để đưa vào máy CNC. Mình quen dùng Adcam rồi thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái phần mềm Adcam này và một số phần mềm khác ấy đều dùng được. Nếu mà tạo vào code đúng là sẽ dùng được. Cái phần mềm Adcam này rất là hay là bạn có thể là sử dụng AutoCAD để vẽ và đưa qua Adcam này. Đưa qua Adcam này sẽ tạo được vào code. Này mình sẽ hướng dẫn các bạn này. Đây là các công cụ để vẽ này. Các bạn muốn học sâu ấy thì các bạn nên tìm hiểu về cái phần mềm Adcam này. Trên mạng là hướng dẫn rất nhiều, mình sẽ hướng dẫn cơ bản để cho các bạn vẽ và tạo vào code thôi. Đây mình sẽ vẽ này. Sao này. Cái này. Rồi, sẽ vẽ sao.
cái máy của mình quay ấy, khi quay này nó hơi đơ. Rồi ok. Đấy. Các bạn muốn tạo G-code ấy, và chọn dao các thứ ấy, thì bạn sẽ vào vào phần toolpad này, vào phần 2D nhé. Còn D mình sử dụng 2D, còn 3D thì tương tự thôi. Ba D thì phải có mẫu 3D thì mới sử dụng được. Mình để không có mẫu 3D, mình sử dụng mẫu 2D thôi. Một tí nữa thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sau. Đây, các bạn vào hai cái biểu tượng hình chữ T này đầu tiên đấy là để khắc khi vector kín. Đây là khắc vùng này. Đây là cái hình mũi tên, hình cái khoa, mũi khoan này này. Là khoan này, drilling là khoan này. Đây để quay theo cái vector hở. Đây là vector kín này. Đấy, bạn nhìn vector kín thì mình sẽ dùng sử dụng T này. Đấy. Outside như thế nào? Outside là bạn khắc từ bên ngoài khắc vào. Còn inside ấy, là khắc từ bên trong khắc ra. Mình thì bình thường mình hay dùng khắc từ bên ngoài khắc vào. Đấy, start đi về là độ sâu ban đầu, nghĩa là mình để trên mặt phôi thì mình sẽ bằng 0. Còn finish deep về thì mình thường để 1 mm. Hai cái này để nguyên. Cái xếp Z này là bước quan trọng này. Bạn phải để khoảng 5 đến 10 mm. Cái này ấy là khi chạy dao ấy nó sẽ cách mặt phôi khoảng 5 mm, nó mới tiến tới cái điểm ra câu đầu tiên. Như thế nó sẽ không bị gãy dao trên quá trình di chuyển của dao, bởi vì phôi của bạn chưa chắc đã bằng phẳng. Nên bạn để xếp Z cao cho an toàn. Bạn có thể để 5 để 10 cũng được, hoặc 20 cũng được. Mình thì bình thường để 5. Còn Pro Firing Tool này này là mình chọn dao này. Đây bây giờ bình thường là sẽ như này. Bình thường là chỉ nó chỉ như này thôi. Rồi. Đây mình sẽ tạo dao đầu tiên, ban đầu tiên này. Bạn vào dao 6 mm này, 90 độ này, bạn copy này. Thì bạn sửa nó. Đây là 3.175. Cái dao của bạn khác thì bạn có thể điền thông tin khác vào đây. Còn cái dao của mình là 3.175 và 20 độ này. Đây này, 3.175. Đây là 20 độ này. Đấy, đây là cái step down này. Step down là cái xuống lần, số lần ăn dao xuống ấy, mỗi lần ăn dao là 0.75 mm. Đây bạn nhớ để kích thước là 0 là mm cho mình. Và mm trên foot. Ok. Cái material này rất quan trọng này. À, bạn để đây kích thước là kích thước dày của phôi là 5 mm, mình để 5 mm. Top offset như nào? Bạn để 0.0 cho mình, để 0 cho mình. Đấy, như các bạn kích đây rồi. Ấn nào cho mình. Đấy. Anh nhìn đó, cái đường này. Đấy, cái đường nó đi từ ngoài đi vào, mình cái đường nâu nâu này là cái đường giao chạy, còn cái điểm hồng này là chính là cái đường cần gia công. Đấy, bạn ơi đây chạy thử này. Simulate toolpad này, chạy thử này. Chạy thử này. Đấy, bạn nhìn chạy thử không? Bạn nhìn thấy đường dao chạy 2 lần không? Đấy, mình đang để là 0.75 đấy thì đường dao nó chạy 2 lần đấy. Ok. Đó.
sau khi bạn nhìn thấy khắc ok rồi đúng không, thì bạn vào đây tạo cốt này. Đây, bạn nhớ là phải để mách 2mm CNC nhá. Đây mình làm sao này, xe vào này. Ok, đây mình sẽ mở này, tiếp tục này. Đây, hồi phải này. Đây, hình sao này. Đấy, hình sao chưa? Đấy, khi hình sao này bạn nhớ này, về đây bạn nhé. Ok này, không hết này. Đấy, tốc độ speeder này bạn để đấy, nhớ chạy thử này. Ví dụ bạn muốn cái góc này lên sát đây thì mình sẽ lên này. Đây, đây. Đây là tại về tại điểm này. Còn nếu mà bạn để muốn về đây, em từ từ mình để cho 2 đi, cho 5 đi, cho nó nhanh. Đấy, để an toàn. Đấy, bây giờ về hôm này. Bạn thích chạy thì mình ấn chạy nhá. Thì ấn chạy là ấn sen này. Đấy bạn nhìn nhá, khắc hai lần theo cái đường cốt này. Đây, nó khắc xong rồi sẽ xem màu khác này. Đấy. Đấy, khi khắc thành hai lần rồi nó sẽ trở về trạng thái đúng là góc tọa độ ban đầu. Rồi, ok, nó khắc xong rồi đấy, nó sẽ về cái điểm gốc ban đầu. Rồi. Các bạn, nếu các bạn có điều gì mà không hiểu ấy thì cứ liên hệ với mình nhé. Đấy, đây các cài đặt này. Cài đặt này bạn không nên quan tâm làm gì nhiều. Thứ là cái cổng com này, bạn phải nhớ ấn đây này để nó xuất hiện cái cổng com kết nối giữa máy tính và cái cần điều khiển. Đấy. Nhiều bạn hỏi thăm hỏi mình ấy là cái phần mềm này có dễ chạy không, mà cực kỳ dễ chạy. Đây, spinner là cái tốc độ trục chính là động cơ 75 này. Bạn on off này. Đấy, đây là on này, off này. Đấy. We'll be right back.
Phay xong mình lắp bụi khoan vào, khoan tiếp và xong cái mạch này. Đã phay xong nhé. Đây, bây giờ cần gắn linh kiện vào nó được thôi. Thì để làm máy in này, phay gỗ này thì video sau mình sẽ hướng dẫn anh em nhé.